Quý khán giả thân mến, chúng tôi sẽ tiếp tục mang những diễn biến của LCS EU tuần thi đấu thứ ba, và đây sẽ là trận thi đấu giữa Fnatic và Element. Chúng ta hãy cùng đến ngay với lượt cấm và chọn. Tôi sẽ không để các bạn đợi quá lâu nữa vì nó đã diễn ra hết những lượt cấm, còn một lượt cấm cuối cùng của Element. Và chúng ta đang thấy Fnatic họ đã có 3 lượt cấm dành cho Kassadin, Vladimir cùng với LeBlanc. Như vậy đây đều là những vị tướng nhằm vào Pháp Sư. Đấy là của Froggen. Dành hết cho Froggen. Và nếu như có muốn nói Vladimir ở khu vực đứng trên thì cũng như vậy cả thôi. Còn ở bên phía Element thì họ đã cấm đi Rumble, cấm Ryze và cấm luôn cả Alistar. Cấm Rumble thì có lẽ là để hở ra những cái con bài đứng trên nó thoải mái cấm hơn một chút. Cấm của Huni, chúng ta có thể thấy rằng là Huni trong khoảng gian gần đây anh ta sử dụng rất tốt cái vị tướng Ryze ở khu vực đứng trên này. Anh ta thi đấu Rumble cũng tốt và có những trận đấu mà chúng ta có thể thấy rằng Fnatic khi đối đầu các đội tuyển khác, họ để cho Huni cầm Ryze ở đường trên trong một trận đấu mà anh ta đối đầu với Maokai, và thậm chí là bị lúc đầu chết khá là nhiều, nhưng mà Huni đã có một trận đấu phải gọi là toàn những pha một mình tiêu diệt được Maokai ở khu vực đường trên liên tục, gây một cái sức ép rất lớn và giúp cho Fnatic giành được chiến thắng. Và đây cũng là một trận đấu rất thú vị bởi Rickless đã từ Element dứt áo ra đi sang Fnatic, và trước đó trước cái mùa giải trước thì anh ta dứt áo Fnatic đến với Element, và mùa này thì anh ta lại dứt áo Element về Fnatic. Đây sẽ là một trận đấu, một cuộc trở lại vô cùng thú vị giữa Froggen và Rickless. Và còn thú vị hơn nữa khi tôi đã thấy được không ban mà đã chọn luôn Echo rồi. Echo đã xuất hiện lần đầu tiên trong LCS. Ok, sẽ xuất hiện lần đầu tiên trong LCS. Và tôi nghĩ phần nhiều cũng sẽ là đường giữa thôi, mang lên đường trên thì hơi phí. Còn lại, nếu như bây giờ mà chọn Echo mà không còn LeBlanc nữa rồi thì có Azir đánh có lẽ là cái kèo nó cũng tương tự như vậy mà thôi. Và những gì lúc này Fnatic đang muốn làm đó là suy nghĩ Echo thì làm thế nào để có thể trị được nhỉ? Anh có thể chọn một vị tướng dồn sát thương ngay lập tức. Thật ra thì Echo có một cái vấn đề đấy là khi mà bị dính những cái làm choáng làm chiếc thì không giật ngược về được, và thậm chí rằng hình như là Echo bị chói cũng không giật ngược về được, không giật ngược chiêu cuối về được, vì chiêu cuối đó là một chiêu cuối nó tính theo cái việc bạn phải di chuyển, cho nên là chói sẽ giúp cho bạn không bạn ngăn được cái cú chiêu cuối của Echo. Và Morgana là một sự lựa chọn như thế, một cái hất tung cũng là một cái sự lựa chọn như thế. Và sự hất tung mà tôi muốn nói đến đó là từ Rek'Sai, từ vị trí ở xạ thủ trong tay Rickless, đó là Kalista. Thì như vậy trong trận đấu này Fnatic đang có đủ những con bài cần thiết. Nhưng ở Echo có một cái đấy là cái chiêu W. Cái chiêu này có thể gây một cái hiệu ứng làm choáng trên diện rộng, nó vô cùng đáng sợ nếu như Echo biết tận dụng được cái khả năng lao vào bởi chiêu E của cái anh chàng này. Và đây sẽ là một trận đấu mà tôi nghĩ rằng Echo sẽ ở khu vực đường giữa trong tay của Froggen. Và rất nhiều những con bài khá lạ mắt ở bên phía Element. Bát được sử dụng trong vai trò tướng hỗ trợ, và thậm chí nếu như bây giờ cả Gangplank nữa thì đây sẽ là một cái trận đấu mà toàn những con bài lạ luôn. Bên kia khi mà Fnatic tỏ ra tôn trọng đối thủ, cực kỳ tôn trọng đối thủ, họ lựa chọn toàn những cái con bài phải gọi là hàng hiệu ở cái khu vực đường đấy rồi. Thật ra thì chúng ta có thể thấy rằng ở thời điểm hiện tại nó không còn có những cái lựa chọn nó phải gọi là coi thường đối thủ như hồi thời điểm đầu tiên. Chúng ta thấy vì Liên Minh Huyền Thoại rất hay tập trung vào một số những vị tướng nhất định mà thôi, và khi bạn lựa chọn ngoài những vị tướng đó ra thì nó đôi lúc nó có cảm giác đem đến chúng ta nó hơi không tôn trọng quá đối thủ của mình. Nhưng ở thời điểm hiện tại, như các bạn có xem những giải đấu như LCK, thậm chí rằng Riven cũng được mang ra khu vực đường trên trong tay Smack, Irelia được đem ra khu vực đường giữa trong tay của Faker, và rất nhiều những con bài lạ khác được sử dụng rất hiệu quả ở Unicorns of Love. Và tôi nghĩ rằng ở thời điểm này những vị tướng như Fizz, những vị tướng như Bass, rồi thậm chí rằng là Echo ở khu vực đường giữa, nó sẽ không là một con bài nó mang cái tính chất chủ quan, và đây sẽ là những con bài mang tính chất lạ mắt, bởi đôi lúc chúng ta sẽ không biết phải đối đầu những vị tướng lạ mắt này như thế nào, vì chúng ta quá quen đối đầu với những vị tướng như Azir, những vị tướng như Serat, rồi Ahri, rồi LeBlanc, rồi những vị tướng mà chúng ta đã đối đầu hàng tỷ lần trong các trận đấu đánh giải. Thì bây giờ Fnatic sẽ phải đối đầu một vị tướng mới ra, vị tướng mới nhất ở thời điểm hiện tại, và một vị tướng cũng được đánh giá là rất imba, nghĩa là có cái sức mạnh rất là cao, và đó là những gì mà Element đang muốn hướng tới. Sự lựa chọn cuối cùng của họ đó là Vayne trong tay của TAP, và TAP cũng đã khá nổi danh với vị tướng này. Nói về hỗ trợ bát đi thì tôi đang nghĩ đến một cái vị tướng mà nó mang tính chất là cấu máu nhiều và đẩy đường,
Bởi vì thực ra tôi nghĩ là một hỗ trợ kiểu kiểu như Bát thì cũng chẳng có gì để mà ok cả. Thậm chí vào giao tranh tổng thì cái nhiệm vụ của anh ta cũng chỉ làm sao để dùng cái chiêu cuối để có thể tạo thêm cái khoảng thời gian phân tách đội hình đối phương để cho Vayne có thể bắn từng người một thôi. Chứ còn một vị tướng xạ thủ mà cần bảo kê như Vayne mà lại phải đi cùng với một cái hỗ trợ chẳng có cái gì để bảo kê cả. Thì tôi nghĩ rằng ở trong thời điểm hiện tại Bát không hẳn, cái cách chơi của Bát bạn không cần quá quan tâm đến cái việc là tạo ra một cái giao tranh như thế nào, và cái cách chơi của Bát nó sẽ là cái phần khó chịu. Cái sự khó chịu của Bát tạo ra, cái hồi máu của Bát tạo ra bởi chiêu W cũng khá là lớn nếu như Bát biết tận dụng những cái việc đặt sẵn từ trước và đồng đội cứ thế mà lùi lại ăn máu mà thôi. Rồi những con đường tăm tối sẽ giúp cho cái việc ganh của người đồng đội của mình. À không, xin lỗi các bạn, đấy là cái hành trình kỳ diệu. Cái hành trình kỳ diệu sẽ giúp cái con đường ganh trong trận đấu này của các thành viên Element trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều và đầy bất ngờ. Nếu như bạn biết sử dụng cái chiêu con hành trình kỳ diệu đó một cách thật sự hiệu quả thì chúng ta sẽ thấy nhiều điều bất ngờ. Dexter, thành viên đi rừng chuyển tới từ CLG NA, nghĩa là đội tuyển Pathologic Gaming ở Bắc Mỹ, và anh chàng này cũng có rất nhiều những kinh nghiệm thi đấu và tôi nghĩ rằng với Gragas anh ta sẽ làm tốt thôi. Chúng ta đang nhìn vào cậu bé Echo. Đảo ngược thời gian Echo. Cậu ta là nói thế nào nhỉ, bởi vì gần đây thì hầu như trên các diễn đàn Liên Minh Huyền Thoại tôi cứ thấy cái cậu bé này xuất hiện nhiều quá. Là cái tâm điểm của đúng vậy, tâm điểm vì rất nhiều người nói đến. Là đầu tiên tôi nghĩ rằng khi mà cái hình dạng của Echo ra thôi đã nhiều người suy nghĩ đến, đầu tiên là Echo có phải là con trai em trai của Lucien không, mà nhất là em trai con trai của Lucien lại còn kết hợp với có phải là cháu nội của cái vị tướng Jilin hay không, kiểu kiểu như vậy. Vì Jilin điều khiển thời gian, Echo cũng có thể làm điều đấy, thì đôi lúc là biết đâu vì cái sự di truyền đến từ ông nội của mình. Mà từ đấy thì chúng ta lại có cái mối nghi vấn về cái việc mà Lucien lại có phải là con trai của Jilin hay không. Đấy, hoặc thậm chí rằng Lucien cưới ai để... Đấy, cưới... Họ cũng có thể là con rể của Jilin đi. À, đúng là như thế. Và thế thì chúng ta sẽ thấy rất nhiều những cái câu chuyện lằng nhằng sẽ tiếp tục bởi Therese là người nắm giữ linh hồn của vợ Lucien. Vợ Lucien. Đấy, mà chúng ta bây giờ hiện tại... Có khi là... kiếp trước Fred là người yêu của vợ Lucien chẳng hạn, rồi thất tình, rồi tự tử, rồi sau đấy thì trả thù kiểu như thế. Rất nhiều những câu chuyện có thể được đặt ra, nhưng mà tạm thời chúng ta sẽ quay trở lại với trận đấu này khi mà Echo đã lần đầu tiên tôi thấy ở trong LCS. Đấy là tôi thấy thôi, hình như tôi nhớ là có một lần được lựa chọn nữa rồi. Và Promiscue lúc này anh ta đang gặp một sai lầm khi anh ta đi vào và bị trói, bị kiệt sức, bị tất cả mọi thứ và mạng được dành cho Reckless. Đó là một pha chiến công đầu không thể nào mà đơn giản hơn dành cho xạ thủ của Fnatic. Ít nhất thì Promiscue anh ta còn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng dù có tốc biến thì anh ta cũng lên bảng thôi, và anh ta giữ lại cái phép bổ trợ đó cho mình. Froggen ở khu vực đường giữa, mặc dù là cái người ăn được 6 con lính đầu tiên chậm hơn, nhưng ta lại farm được cả 6 con lính đó. Fabian vẫn đang đẩy lính thôi, và đây là cái kèo mà chúng ta có thể đoán được trước khi mà Fabian có lợi thế hơn về cái mặt cấu máu ở cái giai đoạn đầu, ít nhất là hai cấp độ đầu tiên. Một pha chói gọi là vô cùng tốt của Yellow Star, nhưng rõ ràng với cái phản xạ của mình ta đủ sức để ta lăn lộn, để ta né đi cái cú chói bóng tối đó ở khu vực đường giữa. Và chúng ta có thể thấy rằng gần như Echo nào cũng sẽ phải mua cái lọ tinh thể, bởi khả năng hồi phục ban đầu của Echo là quá yếu. Đây là một vị tướng đánh gần, những chiêu thức farm lại tốn năng lượng, khá tốn năng lượng, và chưa kể đấy là sẽ dễ bị đối phương cấu máu nếu như bạn cứ cố gắng đi đến gần đợt lính, bạn không có những chiêu thức và hồi chiêu liên tục. Cái chiêu Q của bạn nó hồi chiêu không phải là đủ nhanh, bạn phải hy sinh lượng máu của mình để lao vào last hit, và thậm chí rằng last hit nghĩa là đánh ăn lính đòn cuối, thì cái vị tướng Echo này có thể làm khá tốt với cái nội tại của chiêu W. Còn một cái vấn đề nữa là bây giờ anh ta phải giữ lại cái chiêu biến chuyển pha, cái chiêu E của mình để anh ta có thể trốn chạy khi mà ganh. Nhưng mà anh ta cũng phải dùng cái chiêu đấy để có thể tạo cả giáp và cả hiệu ứng làm choáng nếu như muốn trao đổi chiêu thức lại được cho Fabian. Nghĩa là anh ta phải đến gần với cái W của mình. Nghĩa là khi anh ta ở trong cái vòng W mà cái W nổ ra thì mới có choáng, thì mới có choáng và cả giáp. Ít nhất là anh ta có thể tạo ra được cái hiệu ứng giáp gần như chắc chắn cho mình khi anh ta tiến gần đến đó. Và có thể là chưa làm choáng được. Nhưng tôi nghĩ rằng trong kèo đấu này là một kèo đấu khó dành cho Froggen, vì Froggen là một người chơi thực sự là
khả năng phòng ngự cụm đường giữa của anh ta rất cao, anh ta luôn luôn có khả năng pham hòa được với nhiều những người chơi đường giữa hàng đầu khác. Và bây giờ là một tình huống làm choáng thành công của Vương Miskill và tấn công của Yellow Star. Đó là một lượng sát thương rất lớn vào Yellow Star, và đây sẽ là một cú tốc biến đi vì anh chàng này đã mất kiệt sức từ trước đó, lượng sát thương gây ra là khá nhiều và táp liên tục lùi lại ăn những cái cục máu mà người đồng đội Vương Miskill đặt ra. Những cái chiêu hồi máu đó thì đến khi mà nó có đủ thời gian thì nó sẽ hồi lại cho bạn một cái lượng máu khá nhiều hơn so với ngay từ khi lúc mới đặt. Nhiều hơn và nó càng ngày càng nhiều. Còn cái việc mà táp hoàn toàn có thể đưa mặt lên để bị cấu trước một chút máu cho sau đó trao đổi chiêu thức thì nó không sao cả, về thì cũng đã có cái để hồi máu cho mình rồi. Và đây là một cái điểm khá khó chịu mà chúng ta có thể thấy được khi mà bạn chọn bát để đi hỗ trợ. Trong kèo đấu giữa Fit cùng với cả Hecarim thì chúng ta thấy rằng những người chơi Fit dạo gần đây gần như không hề thua thiệt. Nhưng với việc mà lấy thiêu đốt thì Nini đang tỏ vẻ là rất muốn chiến thắng trong kèo thi đấu này. Nhưng có một pha thi đấu mà Nini làm tốt hơn, và có lẽ tôi tưởng chứ cái sát thương cuối cùng của Dexter là không đủ. Nhưng Gragas là một vị tướng có sát thương khởi điểm tương đối cao. Và chưa kể nhiều người chơi Gragas cũng sẽ tăng vào cái bảng tấn công 29, 21, 9. Không thì thường lấy vào điểm cộng sát thương vật lý. Thì sát thương vật lý vừa rồi tôi nhìn thấy của Dexter là 79. Nó là một lượng sát thương đủ để cả công thủ Huni trong pha thi đấu. Hình như là một pha lăn bụng tốc biến trượt thì phải, hình như là vào lính. Đúng như vậy. Hình như là vào lính, bởi vì tôi không chơi choáng. Đúng như vậy. Chính xác là vào lính. Nếu như mà pha đó vào người Huni thì rất có thể là Huni không kịp văng ra cái chiêu quy cuối cùng. Anh ta chưa đốt ngay từ đầu rồi. Anh ta không kịp văng ra cái chiêu quy cuối cùng. Và chiêu quy đấy có đủ lượng sát thương để khiến cho Fizz phải lên bảng điểm số. Redover lúc này đang muốn vòng ra khu vực đường trên. Tốc biến vẫn còn ở hai thành viên của Element. Và tạm thời thì lao ra, anh ta có một pha hất tung vụt và đã bị đẩy ra. Pha né kia cũng khá tốt của Táp. Táp đang thi đấu bình tĩnh. Và thêm nữa thì một cái tốc biến của Promiscue bây giờ nó cũng không có quá nhiều ý nghĩa, bởi vì đã bị lộ mặt Redover trên này thì trong cái khoảng thời gian tới game hoàn toàn có thể đánh lùi. Chỉ cần không cần phải để cho bác. Đây chúng ta cùng xem một cái pha combo cấu máu. Nó cơ bản. Nhưng cái vấn đề là Fabian đã có cấp độ 6 rồi, hoàn toàn có thể dùng chiêu cuối để đẩy ra. Và trong pha đấy nếu như mà Fabian muốn đẩy được Echo lùi về cái trụ của mình như anh ta vẫn hay làm thì rất có thể anh ta sẽ coi như phải tích nuối thôi. Bởi cú chiêu cuối của Echo sẽ giúp Echo quay trở lại với những cái vị trí trước đây 5 giây. Nếu tôi không nhớ lầm 4 giây và còn được hồi máu theo cái lượng sát thương mà cô nhận vào nữa. Một cái lượng mà nó đã ghi trong chiêu thức đấy, nó tôi không rõ nó là bao nhiêu nữa, bởi vì nó cũng là một cái lượng tương đối là đáng kể. Và cái lượng sát thương gây ra bởi cái chiêu cuối này khi mà nó ở gần cái vị trí, khi bạn ở gần cái vị trí mà nó hồi lại thì thực sự là khá là lớn, đặc biệt là khi cái lượng sức mạnh thuật của Echo càng ngày càng được gia tăng lên. Và cách lên đồ của Froggen trong cái kèo thi đấu này là anh ta muốn tỏ ra farm hòa nhiều hơn, bởi hai cái nhẫn Doran này sẽ giúp anh ta có một lượng hồi phục năng lượng cũng như một lượng máu rồi một lượng sức mạnh thuật nó ổn để cho anh ta đi được dễ thở hơn trong đoạn ban đầu này. Đây sẽ là một tình huống làm choáng thành công được Fabian rồi và lao vào tấn công, và Fabian lúc này đang mất khá nhiều máu. Một tình huống anh ta đang muốn tấn công ngược lại thì Froggen tiến ngược trở về không kịp, đánh thêm một cú đánh thường nữa để có thể cái sát thương tiêu đốt đó là đủ. Nhưng dù sao thì cái việc mà có thể dồn được Fabian về và mất luôn cả hai phép bổ trợ cũng là thành công. Froggen mới chỉ mất cho mình cái thiêu đốt, và nếu như bây giờ anh ta đẩy được lính vào trong trụ thì anh ta hoàn toàn có thể đi đảo sang các khu vực đường khác, hoặc ít nhất là kiểm soát được thêm mắt ở khu vực rồng khi mà anh ta biến về và mua thêm cho mình trang bị. Đường trên vẫn chưa có đội nào muốn đổi lại cả, cũng ổn thôi, bởi vì tôi thấy từ nãy đến giờ thì với cái việc mà Promiscue cầm bạn thì Ven lại không thua đường rồi. Vì khi mà Fnatic họ đẩy đường lên, họ đẩy đường lên thì một cái điều tối quan trọng là đây sẽ là một pha thi đấu mà Promiscue sẽ hơi bị nguy hiểm. Anh ta bị tấn công rất nhiều, có một cú dịch chuyển đến từ Huni, anh ta có cấp độ 6 và ngay lập tức có một cú dịch chuyển đến từ Fizz và Huni hạ gục thành công được Promiscue. Dexter cũng di chuyển lên đây và Dexter đang tạm thời là không bị dính cú chói này. Và ở phía trên kia tôi vẫn thấy chưa có một cú cá thả ra, nhưng đó đã là double kill dành cho Huni với một cú chiêu cuối khá tuyệt vời của anh ta. Froggen nhảy vào, Froggen hạ gục được Huni, và phía bên này có Renover, có rất nhiều những thành viên của Fnatic khiến cho Froggen phải lùi lại. Và bây giờ là Fabian với một pha lao vào, với một cú tốc biến đi, Froggen né được phân chia thiên hạ và thoát đi.
nếu như không né con chia thiên hạ thì khả năng cao là vẫn sẽ có thêm một cú cát càn quét để có thể tiễn Frozen lên bảng điểm số, bởi Frozen cũng không còn chiêu cuối trong cái tình huống đó nữa rồi. Chung quy lại, đó là một pha giao tranh mà phần lớn lỗi là đến từ Promiscue. Anh ta mắc ít nhất là hai lỗi trong cái trận đấu này rồi. Và ở phía đường trên này thì khi fit trở lại thì tạm thời đây sẽ là một tình huống chúng ta thấy rằng nó đổi đường một cách vô tình thôi, một cách không có chủ ý của Element. Một cái pha hành trình kỳ diệu, nó thực sự là nó rất vô thưởng vô phạt ý. Còn thêm một cái vấn đề nữa, đây người ta gọi là hành trình kiểu dị chứ không phải là kỳ diệu nữa rồi. Và cú hành trình đó nó thực sự đưa Promiscue đến một cái vùng đất không phải là thần tiên, không phải là Alliance giữa thần tiên rồi. Và cú chiêu cuối này chúng ta đã nhìn Kuni, chúng ta tung một cú chiêu cuối rất chính xác để kết hợp với Renover. Trong khi đó thì Broken ở đây, anh ta đặt một cái W ở cái vực cỏ chạc ba đó, nhưng anh ta nhìn thấy một người ngon ăn hơn và anh ta phụt phải ăn cái người đó, chứ anh ta không ra kia, anh ta làm choáng được, bởi đó sẽ là thất sách. Và Frogen về với 79 tỷ đô lính với tỷ số đang là 1-0 thì Frogen vẫn đang là người mà đội tuyển Element có thể đặt tất cả niềm tin vào. Bây giờ thì một cú dây cót thời gian của anh ta kèm thêm một đòn đánh thường là xong luôn một bình lính. Tất nhiên lên cấp độ 9 thì chắc chắn là sẽ xong, là cả hết cái đánh xa, gần như bầy lính đánh xa đi trước, còn bầy lính đánh gần thì tôi nghĩ rằng mỗi con thêm một phát đánh là xong. Như vậy là xong, thì cái nội tại của anh ta là có cái đòn đánh thứ ba kết hợp với cả cái đòn đánh và chiêu thức thứ ba, thì đấy là một cái điều rất là ổn thôi. Renover đang muốn tấn công vào Fizz, nhưng rõ ràng thì với một vị tướng đang khỏe như này đã có được giao đụng độ hủy lửa thì không nên đụng vào một tí xíu nào cả. Fizz là một vị tướng vô cùng khó chịu với lượng sát thương có thể gây ra, và Frogan muốn lao ra trong tình huống này. Anh ta đang bị rất nhiều chiêu thức nhưng tạm thời thì vẫn có thể lùi lại được mà không cần phải dùng chiêu cuối của mình, rất tự tin mà thôi. Frogan vẫn còn đủ cái tiền đề cho cái chiêu cuối để anh ta có thể hồi lại máu nếu như mà có một cái gì đấy gọi là quá mức đe dọa đi, còn đối phương cũng chẳng còn cái gì để mà đe dọa anh ta cả. Eleven cứ như thế này thôi, cũng chẳng có tiền đề để mà có thể tiễn Frogan lên bảng điểm số, thì chắc vẫn chỉ dừng lại cái việc bên nào để đánh sớm hơn để cho bên kia phòng thủ mình. Còn đường trên, Vayne đã đi lên đó rồi và cũng đang farm mà thôi. Bây giờ khi mà cái con rồng vẫn chưa được đội nào hướng tới cả, thì tôi nghĩ là mục tiêu, cái tâm điểm của cái trận đấu nó sẽ nằm ở cái khu vực đường giữa, với cái việc mà Dexter đang cố gắng kiểm soát tầm nhìn và đợi đối phương ra để phản canh. Thật ra thì ở thời điểm này thì ít người đi rừng nào dám bứa ganh ở khu vực đường trên, trừ phi cái việc ganh của họ đạt một cái hiệu quả khiến cho cái pha mà ganh đó. Chúng ta cùng xem pha thi đấu này, và đấy là một cú chiêu cuối nhưng nó không hề trúng ạ. Bây giờ thì Fabian bị tấn công và Frogan anh đã biến ngược trở về, cái lượng sát thương từ cái biến ngược trở về đó đã lấy thành công được mạng của người đi đường giữa đội tuyển Fnatic. Và họ lấy đường giữa thành công, nhưng lấy đường giữa thành công họ vẫn chưa thể tạo ra một cái lợi thế để tiến ra hang rồng được, bởi xạ thủ họ ở phía trên. Trong khi đó thì họ chưa thể nào, họ không biết là họ tính toán được rằng là Huni đã hồi lại dịch chuyển chưa, và có lẽ họ tính toán được rồi, nhưng tạm thời là chưa thấy Huni đâu, cho nên họ cũng không dám tiến ra hang rồng. Một cái điều nữa mà tôi không biết là có phải họ tính toán hay không, đó là cái chiêu cuối của Promiscue ném vào người Frogan để cho Frogan về dạng đồng hồ cát, vừa hay né được cái chiêu cuối của Frogan. Thì tôi nghĩ rằng nó cũng không thực sự ảnh hưởng lắm, bởi trong cái pha thi đầu đó thì nếu như chúng vào Fabian thì kiểu gì Fabian cũng sẽ lên bảng số thôi, mà không cần phải đến gát mất thời gian tốc biến các kiểu đến như vậy. Nhưng cuối cùng thì cái điều mà họ cần đã thành công, và cái mạng mà họ muốn đưa cho Frogan cũng đã làm được thành công. Thì bây giờ cái điều mà đội tuyển Element làm là hoàn toàn kiểm soát được con rồng trong những tình huống sắp tới, nhưng họ đang không muốn như thế vì Gragas đã di chuyển đến khu vực đường trên một pha thi đấu mà Frogan muốn tấn công vào Huni với cú chiêu W của mình, nhưng anh ta sẽ không thể nào làm được, bởi khi mà Echo ném cái chiêu W ra một vùng, đối phương hoàn toàn không thấy cái vùng đó. Khi nó gần hiện lên còn một chút xíu nữa thì nó sẽ hiện lên, trước khi nó kịp tung ra cái hiệu ứng làm choáng thì đối phương sẽ nhìn thấy được. Dễ hiểu hơn một chút là nó tương tự như cái chiêu cuối của bạn Theo. Đúng, cái khoảng thời gian đầu tiên trước khi cái chiêu cuối nó định hình ở đó thì đối phương không nhìn thấy. Chỉ khi mà nó định hình hẳn rồi thì chúng ta bây giờ sẽ quay gọi đó là chiêu W. Đây, cái chiêu đấy thì trước khi nó đến cái chiêu đấy hình như là chiêu
Thật ra thì cũng không cần phải quá nhớ làm gì đâu, làm sao chúng ta có thể nhớ chúng tôi để làm sao chúng ta có thể nhớ được 125 vị tướng của Liên Minh Huyền Thoại tất cả các chiêu thức được, thậm chí rằng ở thời điểm hiện tại thì càng ngày càng có những cái sự thay đổi về những vị tướng, có lúc những chiêu thức đã còn bị đổi tên cơ, chúng ta không thể nào mà biết hết được. Ví dụ như hồi xưa Trick ấy chẳng hạn có một bộ chiêu thức khác hẳn, bây giờ đổi hết hoàn toàn tên của chiêu thức rồi, thì đấy cũng làm cái khiến cho chúng ta bây giờ thành chuột chích chiu chiu, chuột chích chiu chiu, chuột chích chiu chiu. Ngày trước là nhắm mắt bắn bừa, đấy đấy, nghe thì cái chiêu cuối này thực ra tôi cái chiêu W của Krogan tạm dừng một chút và có cái thùng rượu nổ, ít nhất là nó đẩy được đối phương ra và ép đối phương mất tốc biến Renover lao vào, nhưng Krogan vẫn còn đi đang bị tấn công rất nhiều, anh ta bị cá nhưng cá nó không cạp được bởi đúng cái lúc mà anh ta sử dụng chiêu cuối của mình, một đổi một, và lúc này người đi đường trên đổi lấy người đi rừng, một pha choáng được hai người đến từ Promiscue, Krogan phải bỏ chạy và anh ta vẫn còn chiêu cuối nhưng tạm thời anh ta chưa dùng, anh ta sẽ lùi lại. Và đến lúc này, đến thời điểm hiện tại thì cái pha ăn trụ đó Element có lợi hơn, họ ăn được trụ, họ lấy được một mạng, họ bỏ lại một mạng Âu thì cũng là một cái điều tốt dành cho họ ở thời điểm hiện tại. Huni bắt buộc phải dùng chiêu cuối để lao về phía Krogan, không hẳn là anh ta không còn mục tiêu để lao vào mà anh ta sắp lên bảng. Thực sự là nếu như anh ta không lao anh ta sẽ lên bảng trước khi anh ta kịp lao thì Vayne cũng bắn anh ta thôi. Và một cái tình huống mà tôi nghĩ là thôi thả cái một mạng như thế này đi, nhường cho Echo để Echo thêm đồ như thế này thì cũng hỏng. Đây chúng ta cùng xem lại, đó một cái lưỡng giới đồng quy được đặt vào đó. Đúng, đúng rồi, lưỡng giới đồng quy. Bây giờ chúng ta có thể nhớ lên cái tên chiêu thức đó. Và những chiêu thức của Krogan tỏ ra là khá khó chịu. Và đây chúng ta thấy rằng Huni đẩy vào tường, sau đó một con cá, nhưng con cá voi đó nó cạp trên cái đường mà chiêu cuối của Hecarim sử dụng, như thế là không được. Rickless cùng với Yellow Star cũng đã bị giữ lại, thì cái pha đó Fnatic không thể nào mà lấy thêm được một mạng nào nữa. Có gần là muốn tiến vào nhưng tạm thời trong pha thi đấu này anh ta chỉ dụng lưỡng giới đồng quy và dụng luôn cái chiêu quy của mình để có thể lùi lại mà thôi. Nếu như mà tên của Echo không phải là cậu bé là người thời gian thì tôi cũng nghĩ là cái chiêu lưỡng giới đồng quy thì nó làm cho tôi đấy, lưỡng giới đây nghĩa là ở hai giới hai giới cực âm cực dương, cực âm cực dương đấy. Điều kiện thì Yellow Star tạm thời anh ta có thể thoát đi được những cái ảnh hưởng và anh ta được định mệnh vẫy gọi, Krogan lùi về và anh ta sẽ sống mà không gặp nguy hiểm. Nhưng trong tình huống này cái trụ sẽ thuộc về Fnatic. Một pha thi đấu mà Yellow Star đã phản ứng rất nhanh. Yellow Star anh ta thi đấu 5 mùa của Liên Minh Huyền Thoại rồi nhưng vẫn đang có những cái phản ứng cực kỳ tốt. Cái sự tập trung của Yellow Star là rất nhiều, từ một người chơi mà có một thể hình rất là to lớn thì hiện tại Yellow Star đã chăm chỉ tập luyện hơn và đã có một cái thân hình cực kỳ cân đối và là niềm mơ ước của rất nhiều những cô gái cũng như những chàng trai. Và ở thời điểm hiện tại anh ta còn có một cái phản xạ rất tuyệt vời. Tôi thấy rằng mỗi lần anh ta sử dụng Morgana, nhũ cú, thiên đen phải gọi là không chê vào đâu được. Rõ ràng là không phải ngẫu nhiên mà anh ta là người duy nhất có mặt liên tục trong 4 mùa chung kết. Đúng vậy, và nếu như có mùa này anh ta có mặt nữa thì thực sự sẽ là kỷ lục. Rất một kỷ lục mà khó có thể bị phá vỡ. Anh ta là một, coi như ở cái vị trí hỗ trợ thì anh ta là một tượng đài rồi. Anh ta là một tượng đài rồi. Và những cái kỹ năng kèm theo cái phần nhiều tôi nghĩ là kinh nghiệm. Bởi vì hầu như những cái chiêu thức mà anh ta dùng nó đều là đoán trước cái tình huống mà đối phương đã làm. Và đó là một cái tình huống mà có được cái khiên đen, nó ổn, nó đủ cái thời gian để giúp anh ta có thể bỏ qua được những cái hiệu ứng và lùi về được với cái định mệnh vây gọn của Reckless. Dù sao thì cái chiêu thức định mệnh vế gọi đấy nó cũng gần như là một chiêu đột phá thời gian của Krogan vậy. Đúng rồi, nó cũng có thể kéo... Nó cũng gần như thế. Thật ra thì nó cũng khá là giống nhau, nhưng mỗi tội là khi bạn định mệnh vế gọi về bạn không được hồi máu thôi. Bạn sẽ gây, bạn chọn được vị trí. Chứ còn Krogan anh ta sẽ chọn vị trí của đến từ cái bóng. Và lúc này ở khu đường trên Huni đang có một tình huống tương đối nguy hiểm. Nếu như con cá được thả ra thì Huni buộc sẽ phải sử dụng chiêu cuối của mình. Nhưng tạm thời thì Huni chưa đi vào cái khu vực đó, anh ta vẫn đang cực kỳ cẩn thận. Đấy, cá trượt, quan trọng nhất là cá trượt. Cá trượt thì không thể ganh được nữa rồi. Mà thậm chí cá trúng còn chưa chắc có thể ganh được cơ, nhưng mà Dexter đang muốn lao vào. Và tạm thời với cái áp lực tạo ra khu vực đường trên của hai người thuộc đội tuyển Element thì những người đi đường khác của Fnatic cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Họ sẽ đẩy khu vực đường dưới. Mà bây giờ thì không có dịch chuyển, Dexter sẽ phải biến về. Họ đang mất đi những lợi thế vì những cái pha di chuyển tương đối là sai lầm của mình. Và họ làm gì đây? Anh ấy nhìn con mít kìa. tôi cũng chẳng muốn nhìn vào con mít của bác làm gì cả. Nó giống cái gì? Nó giống con nòng nọc. À.
Tôi tưởng anh suy nghĩ đến cái gì, nhìn con nòng nọc, con nòng nọc cùng lắm nó hóa thành ếch chứ gì. Và có khi nó hóa thành cua đấy. 20 giây nữa thì con rồng tiếp theo trận đấu sẽ xuất hiện. Dexter cùng với những người đồng đội sẽ phải làm gì trong pha thi đấu này đây? Bởi con rồng đầu tiên đã thuộc về Fnatic. Họ đang có được một lợi thế, đấy là đội tuyển Fnatic. Họ có được những lợi thế khi đánh nhau ở hang rồng với những cú chiêu cuối trên một cái diện đủ để chiến thắng trong những pha giao tranh rồng đấy. Đặc biệt tôi mà nói đến là phân chia thiên hạ, có dịch chuyển, một pha dịch chuyển. Và các pha dịch chuyển này mang cái ý nghĩa gì? Một pha dịch chuyển mang ý nghĩa bắt vào bên, chính là bắt vào bên và cả chiều cuối nữa đủ để có thể tiễn táp lên bảng điểm số. Và như thế này thì coi như sẽ là con rồng hoặc ít nhất là cái trụ hai dành cho Fnatic nếu như họ muốn chọn một trong hai, và thậm chí có thể là cả hai luôn. Fnatic bây giờ là một đội hình phải nói là có gần như đầy đủ các vị trí có khả năng tạo được đột biến và cũng giữ được cái thế chất an toàn cho đội của mình. Rickless chúng ta thấy cái khả năng tạo đột biến của anh ta là rất nhiều rồi. Yellowstar với những cú chói của Morgana cũng đã tạo đột biến không ít lần. Favivin ở đường giữa thì không được gì phải nói nữa. Chúng ta có thể nhìn những trận đấu trong giải đấu MSI mà anh ta thi đấu với Faker của SKT và cũng như anh chàng Renover, rồi cả Huni cùng đường trên được đánh giá rất cao. Thì bây giờ những cái khả năng tạo điểm nhấn của Fnatic càng ngày càng được cải thiện. Và họ, tôi nghĩ rằng bây giờ sẽ có được một cái lợi thế lớn nữa trong cái pha, những cái pha giao tranh tiếp theo nếu như cứ tiếp tục tạo được những bất ngờ như này. Trong khi đó thì Element khi họ muốn tạo bất ngờ thì có vẻ như Fnatic họ biết. Những cái pha thi đấu cùng đường trên chúng ta thấy rằng mặc dù ở một mình nhưng Huni vẫn farm rất cẩn thận. Còn đây, những cái pha anh ta ở một mình như thế này rồi, anh ta biết được là không có đối phương thì anh ta farm cứ thế mà đẳng đẩy thẳng lên và không có gì phải sợ, là không có cái sự cẩn thận như cái pha đứng chờ đợi của Gragas và Fizz ở khu vực đường trên nữa. Rõ ràng là cái lúc mà Fizz và Gragas đi qua cái khu vực rừng ở bên phía bùa xanh thì đã bị phát hiện tầm nhìn. Và Huni biết được điều đó, anh ta cứ thoải mái thôi, chẳng vấn đề gì cả. Thì đấy là cái mà Fnatic đang đi trước được so với Element, và điều này càng cho thấy cái quyết định quay trở lại với Fnatic của Rickless đến thời điểm hiện tại đang tạo ra một đội hình siêu sao ở châu Âu, tương đối mạnh, mà không phải nói tương đối mạnh nữa mà rất rất mạnh, chỉ tính ở khu vực châu Âu thôi. Và nếu chúng ta thấy những cái cuộc đối đầu ở tầm quốc tế thì đội tuyển này còn chưa biết như thế nào đâu. Lúc này Forgan đang lao vào, anh ta muốn tấn công, anh ta đặt một cái lưỡng giới của mình nhưng ấn đồng hồ cát và tạm thời anh ta không có tạo hiệu ứng gì với cú chiêu cuối đó hết. Nhưng nhìn anh ta cú chiêu cuối của Forgan và đấy làm lượng sát thương gây ra rất lớn, nhưng hãy nhìn anh ta đã lên bảng điểm số rồi. Ở phía bên kia Pit cũng lên bảng điểm số, Rek'Sai lên bảng, Morgana lên bảng, và đó lại là hai đội hai, hai đội có vẻ giao tranh tạm thời là chưa có bất kỳ một cái sự một cái lợi thế nào trong giao tranh cả. Từ nãy giờ toàn là giao tranh huề thôi. Thực tế ra là họ toàn bắt đầu giao tranh bằng một cái tình huống cá nhân nào đó xuất sắc, rồi sau đó thì khi mà cái tình huống cá nhân, cái tình huống kỹ năng cá nhân đấy của họ nó kết thúc thì cái pha giao tranh họ lại lùi ra luôn, họ chẳng muốn làm gì nữa hết. Và cứ như thế khi mà những cá nhân đổi mạng cho nhau thì pha giao tranh cũng kết thúc. Đây chúng ta cùng nhìn Frogan để lại một cái bóng này rồi anh ta lao vào. Ý định của anh ta sẽ là câu chiêu thức rồi về. Anh ta đang sát thương quá. Anh ta đang rất muốn đi vào cái lưỡng giới của mình cơ, ở trong cái tình huống anh ta đặt ra. Nhưng mà đang đi vào thì bị một cú chói đến từ Yellowstar, anh ta buộc phải ấn được một cát bởi không ấn ngược chiêu cuối của mình về được. Và đấy là lý do tại sao về sau anh ta vẫn tiếp tục bị lên bảng điểm số sau khi đã biến về bởi không còn được một cát nữa mà đã sử dụng luôn cả tốc biến của mình. Nhưng cái lượng sát thương, tôi nghĩ rằng có những lượng sát thương đốt nhất định đến từ Fnatic trong tình huống đó bởi nó quá nhanh, tôi không kịp nhìn. Có thể đấy là cái trừng phạt của Renover và sau đó là cái lượng sát thương chuẩn mà nó đem lại, hoặc cũng có thể là một cái bù đỏ nào đó đến từ một thành viên nào đó của Fnatic. Và đến thời điểm hiện tại chúng ta đang thấy 9-6 là tỷ số của trận đấu giữa Fnatic và Element. Lượng tiền đang chênh lệch đến 6.500 vàng nghiêng về Fnatic, một con số rất lớn ở phút thứ 23. Nhưng lúc này thì Renover đang gặp một nguy hiểm, anh ta đội thổ để đi mà thôi, không có gì khó khăn dành cho một vị tướng mang tên đó Rek'Sai cả. Bây giờ thì cái việc quan trọng nhất mà Liên Minh cần làm đó là họ phải có thêm tầm nhìn ở rừng đối phương đi. Những cái pha mà ít nhất là họ tập trung người ở đây, họ nói rõ ràng cái ý định của họ là họ muốn đẩy trụ, họ có ý định đẩy trụ, nhưng họ hoàn toàn không có tầm nhìn ở rừng đối phương ở hai bên mà đối phương có thể tập kích họ nếu như họ đẩy trụ được. Và cứ như thế cái pha đẩy trụ họ cứ vừa bắn được một hai cú vào lính, họ vừa mới đẩy lính lên thì họ lại phải nhìn quanh xem đối phương đang ở đâu, và như thế là họ lại phải về. Khả năng kiểm soát bản đồ của Fnatic là tương đối ổn. Rất nhiều những trường hợp mà Element muốn
sử dụng những con mắt hồng đặt ra và câu cái việc đi kiểm soát tầm nhìn của Yellow Star. Nhưng cái định mệnh vẫy gọi, thậm chí là khiên đen của Yellow Star đã luôn luôn cứu anh ta một bàn thua trông thấy và khiến cho Element mất đi cái ý đồ đen tối của mình. Dexter muốn lao vào, anh ta lao vào thật sự và chưa gây được quá nhiều sát thương. Như lúc này Renover đến, anh ta bị ngăn cản vào tường và rất nhiều lượng sát thương gây ra bởi Vayne và Tap hạ gục thành công Renover. Một sai lầm của Fnatic, người đi rừng. Và bây giờ họ sẽ phải gỡ cái sai lầm này như thế nào đây, bởi rất có thể Element sẽ đẩy ở khu vực giữa và có thể đẩy thành công được một cái trụ thứ hai, hoặc là họ sẽ làm một điều gì đó vì đang di chuyển xuống đường dưới, đó là Huni. Họ cho Hecarim xuống đường dưới để đẩy khu vực đường dưới. Đây là một cái quyết định phải nói là nó tức thời mà nó cực kỳ chuẩn xác, bởi nếu như đối phương có tiến vào con Baron đi, họa hoàn lắm là Huni phải dùng cái dịch chuyển của mình, chứ còn không Huni cứ thoải mái đẩy. Và như thế là đối phương không đẩy được khu vực đường giữa vì không có lính, mà lại còn phải về quay về phòng thủ ở khu vực đường dưới. Rồi thì wow, anh ta cũng chưa có di chuyển nữa. Thì đó là một cái quyết định mà tôi nghĩ là chỉ cần một mình Huni thôi cũng có thể ép được cho cả đội Element phải đuổi về. Nếu các bạn để ý vào cái thời điểm Unbalanced của các trận đấu LCS EU và rất nhiều giải đấu khác, thì thường nó nằm ở khoảng thời điểm phút thứ 25, nghĩa là cái thời gian ăn trung bình của các đội thường là khoảng thời điểm đó. Thì tôi nghĩ rằng đây sẽ là một thời điểm mà cả Element cũng như Fnatic cần phải đưa nhiều người ở hang Baron hơn, vì nó cũng rất yếu. Và thậm chí rằng ở thời điểm hiện tại, bất kỳ một tướng đi rừng nào, một tướng đường trên cũng rất khỏe, khả năng tank được Baron, khả năng chịu đòn được Baron là đủ để cho những xạ thủ có thể bắn thoải mái. Và thậm chí rằng mỗi bên Fnatic hay Element đều có những xạ thủ gây được lượng sát thương lớn vào Baron. Ở Element đó là Vayne, với lượng sát thương chuẩn được tạo ra mặc dù nó đã bị hạn chế bởi những con quái vật, như là khi bạn đánh vào quái rừng thì cái đòn bắn thứ ba đó nó chỉ có tối đa là 200 đam mà thôi, 200 sát thương mà thôi. Trong khi đó thì Reckless thì cũng là một người có khả năng dồn sát thương với cái cú chiêu 3 của mình, chiêu E của mình, thì anh ta hoàn toàn có khả năng kiểm soát được con Baron cho những người đồng đội của mình. Và Element thì bây giờ họ đang cố gắng kiểm soát ở con Baron rồi. Ô, có khi là đổi Baron lấy dầu cũng nên. Họ không làm thế. Họ nhanh, họ hoàn toàn không có tầm nhìn ở hang rồng. Và như vậy là họ lại thiệt thêm một mục tiêu lớn nữa. Ba con rồng của trận đấu này đều dành hết cho các thành viên của đội tuyển Fnatic. Và cứ như thế này thì Element không chỉ thua nguyên trụ thôi, họ đang dần dần mất đi cái thế trận, ít nhất là về cái việc kiểm soát bản đồ. Rồi sau đó thì họ mất luôn cả cái khả năng có thể kiểm soát mục tiêu lớn. Đấy, và lúc này là có một cái con ăn kỳ cục, nhưng mà họ ăn vụng rất khéo và tạm thời là có thể chùi được mét, vì bây giờ là lượng sát thương vô cùng lớn được tạo ra. Tôi không hiểu, à đâu, đúng rồi, Tap đã xuống bằng hành trình kỳ diệu và Romis Kill cũng như vậy. Dexter thì đơn giản lăn bụng ngoài hành trình kỳ diệu xuống mà thôi. Và con Baron đầu tiên trong trận đấu này thuộc về Element. Và cái điều mà chúng ta đã nói đây, chúng ta có thể nhìn ngay vào cái thời gian ăn Baron trung bình đầu tiên của hai đội. Một đội thì là 24,58, đấy là Element, bên kia thì 26,50. Thì nói chung là cũng tầm tầm đấy, cũng tầm tầm cái thời điểm này. Và đó là lý do tại sao tôi đang muốn nói đến cái việc Unbalanced trộm được hiện thực hóa rất nhiều trong đêm điện thoại hiện tại. Cũng có khi là Promise Kill được chọn chỉ cho cái mục đích đó. Đúng là như thế, đôi lúc những vị tướng chỉ cần những cái mục đích đơn giản là như vậy. Và thậm chí cái chiêu cuối của bác trong một số những tình huống thôi, nó có thể thay đổi tất cả mọi thứ, thay đổi tất cả giao tranh. Chỉ bằng một cú chiêu cuối đẹp, bạn có thể ngăn cản được hết nguồn sát thương bên kia, hoặc là bạn ngăn cản được hết cái nguồn lao vào bên phía đối phương để tập trung vào nguồn sát thương của đối phương. Thì đấy là cái điều mà những người chơi bác cần nắm đến. Và thậm chí rằng đôi lúc cũng có thể thay đổi cho cả đội mình bất lợi bằng những cái tình huống mà sự chiêu cuối vào đội mình và bóp đội mình. Đó là những cái chiêu thức mà nó cần cái sự nhạy cảm, nghĩa là cần cái sự nhạy cảm đã, rồi sau đó thì cái tình huống nó xảy ra như thế nào nó phụ thuộc còn vào xem đối phương xử lý như thế nào nữa cơ. Và ít nhất cho đến bây giờ thì ngoài cái tình huống mà sử dụng cái hành trình kỳ dị ở khu vực đường trên, thì tôi vẫn thấy là anh ta vẫn còn có thể có được cái sự kỳ diệu trong khả năng sử dụng chiêu thức của mình. Và chúng ta cũng thấy giao tranh nổ ra, có một chiêu cuối nó rất đẹp đến từ bác và nó làm rồi. Nhưng lúc này thì chúng ta đang thấy ở phía bên trong kia là Froggen đang cố gắng để tấn công, nhưng Reckless mới là nhân vật chính trong bộ phim này, anh ta sẽ tiêu diệt thành công được vị tướng Fizz mà thôi. Tiếp tục truy đuổi theo Tap, đó là Huni đã bật vó ngựa rồi, và vó ngựa của anh ta sẽ hủy diệt luôn Vayne. Phía bên này Froggen thoát bỏ chạy được, nhưng anh ta không thể tiêu diệt thành công được Fae Raven, vì Fae Raven đã
được những người đồng đội của mình. Anh ta đã bỏ chạy bằng cái lá chắn, bằng tốc biến, bằng tất cả mọi thứ anh ta có, thì không có gì quá nguy hiểm cả. Và đó đã là pha giao tranh vừa xong. Chúng ta xem lại cái pha mở bát của Element và họ đã phải trả giá như thế nào. Đầu tiên, hãy nhìn vào một cú lưỡng giới đồng quy. Chúng nó đặt vào đây. Nó đặt vào. Và Dexter cũng đang rất muốn lao vào đấy. Thì cú chiêu cuối, cú chiêu cuối của bát lại vô tình khiến cho Vogan vô tình khiến cho Vogan ở ngay trong cái việc hóa vàng. Và cái nguồn sát thương này thì không được ngăn cản. Thật đáng buồn. Tôi vừa nói đến việc bát có thể bóp những người đồng đội của mình xong, thì tôi tưởng chừng như hai quả đồng hồ cát cùng ấn một lúc, thì hóa ra đó là bát hóa vàng cả hai cùng một lúc. Cái cú đó thì tôi có thể tạm hiểu là bát mong muốn sẽ tách được đội hình của Fnatic ra để cho tạm thời dừng một chút tốc gần. Anh ta đang cố gắng đuổi theo Yellow Star. Yellow Star có chạy được cái công đây. Yellow Star không còn tốc biến nữa và lên bảng điểm số. Đó là một tình huống mà Yellow Star muốn thực sự kiểm soát nhanh ở cái khu vực đường giữa cũng như là phía trên của đối phương. Nhưng đấy là cái mà anh ta đã không thực sự tính toán kỹ, bởi người đồng đội của anh ta không có ở gần đó, mà cũng ở một cái vị trí tương đối xa, không đủ để ra sử dụng định mệnh vẫy gọi cho Yellow Star. Và Yellow Star đã phải lên bảng điểm số. Anh ta mới chỉ lên bảng có 2 lần trong trận đấu này thôi, và những cái lợi thế anh ta đem lại cho những cái đồng đội của mình là khá lớn. Chúng ta vẫn đang nhìn thấy khả năng bắn của Reckless, và Froggen vẫn đang thi đấu tốt với vị tướng rất mới của Liên Minh Thoại là Echo. Nhưng tình huống vừa rồi không thực sự ok một tí xíu nào cả. Đấy là Bromiskill đã có một cú chiêu cuối của bát, hoàn toàn khiến cho vào tranh đấy nó có như là từ thế chủ động thì Element đã trở thành một cái thế bị động mất rồi. Thật ra thì nếu như cái cú chiêu cuối đó mà nó xa xa hơn một chút để cho... Tôi nghĩ rằng nếu như mà chính dính vào Reckless được. Đấy, thật thế ra cái việc thế nó mới cái hay. Việc có thể dính được hẳn vào Reckless và hoặc là Fab Even khi mà không có tầm nhìn thì nói thật ra là nó khó. Nhưng mà lúc đấy thì rõ ràng chúng ta thấy rằng cái lưỡng giới đồng quy đó nó tạo ra tầm nhìn. Ý tôi là cái chiêu cuối của Comiskill ấy, nó chủ yếu để nó nhằm cái mục đích là tách Fab Even và đồng đội của anh ta ra để cho Froggen có thể đánh 1-1 với anh ta mà thôi. Nếu như tiễn bàn đến số được thì tốt, và qua anh ta còn có thể chạy được không? Anh ta nhảy không qua tường như thế này thì hết cái để chạy rồi chắc chắn, và anh ta lên bảng điểm số luôn. Một tình huống mà nếu như nhảy qua tường được thì còn có thể gọi là có cơ may mà sống, bởi vì anh ta không có tốc biến. Chứ như thế thì thôi, lên bảng điểm số nó cũng là cái lẽ phải. Đúng là như thế, và bây giờ sẽ là tình huống công thành của Natic. Họ đang đẩy khu đường giữa, anh chàng Huni đang đẩy ở đó. Trong khi đó ở đường dưới vẫn đang là sức ép tạo ra rất lớn bởi Fabian cùng Reckless. Họ đang muốn dồn ép ở đường dưới này. Những chiêu thức để có thể phòng ngự lính của Element là không nhiều. Họ buộc phải lấy thân mình ra từ trước. Gragas có thể đặt những cái thùng rượu, lăn thùng rượu của mình. Và Echo cũng có thể quăng ra cú chiêu quy của mình, cú dây cóp thời gian, đúng không? Thì cái lượng sát thương họ gây ra cũng là tương đối. Nhưng trong một số những tình huống cái dây cóp thời gian nó sẽ không thực sự hiệu quả, bởi nó phải thực sự đứng gần lính cơ thì mới có thể quét hết cái đợt lính đó được. Và nếu như đợt lính đó mà có một đợt Baron thì thực sự là khó đấy. 1 phút 30 giây nữa con Baron sẽ xuất hiện, và ở thời điểm hiện tại Fnatic chỉ có thể án chừng từ thời điểm có Baron đó thôi. Reckless cùng với Yellow Star ra đây, và với những cái giáo răng găm dây cùng một cái dây vò một cái, chúng ta thấy lượng sát thương gây ra là quá lớn, và đã là rồng bốn, đủ bốn con rồng. Bây giờ đó là một cú chiêu cuối nhưng không chính xác. Reckless rõ ràng anh ta có đủ cái kinh nghiệm để không bị dính chiêu cuối đó. Và anh ta lùi về được. Ít nhất thì bây giờ với cái việc mà có 4 con rồng thì những cái pha công thành sắp tới này nó sẽ có hiệu quả hơn. Họ đã có đủ cái hai cái bộ bắp rồng, hai cái bắp rồng để họ có thể đẩy trụ và đẩy lính rồi. Còn bây giờ thì cái vấn đề làm sao để là họ đừng để đối phương ăn vụng ăn trộm Baron nữa. Mà thực ra ở cái thế trận như thế này, khi mà đối phương bị đẩy hoàn toàn trụ rồi, sau đó đến rừng của đối phương cũng là rừng nhà mình nữa, thì tôi nghĩ là sẽ không có tình huống ăn trộm Baron nữa đâu. Tôi thấy rằng một điều rất hay trong Liên Minh Điện Thoại ở thời điểm hiện tại đấy là con cua kỳ cục. Nó cho bạn những cái lợi thế khiến cho đối phương ngại không dám ăn Baron, ngại không dám ăn rồng. Nhưng đôi lúc nó lại chính điều đó lại trở thành một cái trở ngại cho bạn. Đúng bởi là... nó không nhìn thấy hẳn, nó chỉ nhìn thấy được ở cái cửa hang Baron mà thôi, chứ nó không nhìn thấy cái cảnh trần trụi của con Baron hay là con rồng. Thì đấy là cái camera đặt ở ngoài, nó gọi là qua một cái tấm màn mờ thôi. Nó làm cho bạn mờ mờ ảo ảo, và đôi lúc bạn không thể nào mà biết được.
điều gì đang thực sự diễn ra trong đó. Và đấy là lý do tại sao Element có được con Baron đầu tiên. Nhưng con Baron đó thì Element đã tận dụng không thực sự hiệu quả. Và pha thi đấu này, Rogan vẫn chưa thực sự tính toán tốt cái chiêu 3 của anh ta. Đấy rồi. Đấy, chúng ta cùng thấy Umi lao vào cái pha giao tranh này, anh ta vẫn chưa sử dụng chiêu cuối. Anh ta đang bị Ven bắn. Tab đang bắn rất tốt bởi anh ta có tàu kiếm, anh ta giữ được vị trí. Nhưng bên này thì đã có một mạng shutdown rồi. Phép Even dùng chiêu cuối phải tốc biến đi, đó là Froken. Promise Kill dùng hành trình kỳ diệu để thoát chặn được kìa. Bây giờ thì vẫn đang là giao tranh và Renover đang đuổi theo Wow. Nhưng Wow không còn gì để chạy nữa. Huni sẽ kết thúc được. Có được hay không? Rồi. Không, và Huni cố gắng lao vào. Nhưng tạm thời là mạng dành cho Huni. Phía bên kia Echo đang di chuyển ra với một tốc độ rất cao. Promise Kill đang phải liên tục sử dụng hành trình kỳ diệu nhưng anh ta đã dùng mất rồi. Anh ta làm choáng Renover, anh ta bỏ chạy. Có Morgana truy đuổi. Có một cái, đó là cái cục vàng vàng. Tôi hay nói là cục vàng vàng. Thì tăng tốc độ thôi. Thỉnh thoảng hay quên thì cái cục vàng vàng đó rất hay quên nhá. Mà bây giờ nhớ ra cũng không nhớ được. Hết cục vàng vàng rồi lại đến cái con nòng nọc. Thực sự là cái vị tướng này nó làm cho tôi liên tưởng nhiều quá. Mà cũng có thể là cái không, cách nói của chúng ta ý tôi đang nói là Morgana có cái cục vàng vàng cơ. Cái cục vàng vàng để tăng tốc độ ấy. Đấy. Oh. Thỉnh thoảng tôi tôi lại cứ tưởng anh bảo đến cái chiêu quy của cô Miss Q. Cái cục vàng vàng đấy là cục thăng hoa. Nhưng mà chúng ta sẽ cùng xem lại pha thi đấu này. Pha thi đấu này đã tách ra làm hai phía. Đây phía của Froken. Anh ta tấn công, anh ta tiêu diệt cùng với cả Promise Kill được vị trí của Reckless. Nhưng trong khi đó thì xạ thủ của đội tuyển Element cũng đã ngay lập tức bị hạ gục. Nhưng những người còn sống thì chúng ta thấy sức mạnh của Renover, một sức mạnh của Ekarim, những cái sức mạnh nó quá là kinh khủng. Huni đẩy được Yao về. Anh thế cái mạng của Yao cũng đã dành được cho Huni. Nhưng trong tình huống này thì Froken ấn vào hành trình kỳ diệu và ngay lập tức một tình huống làm choáng. Và đấy là những cú lừa, nó rất đơn giản, nó là những cái mà những người chơi bắt buộc phải làm được. Đấy là giúp đối phương hoàn chỉnh kỳ diệu, tung ra một cú làm choáng cho đối phương đến cuối đường. Ven trong trận đấu này đã phải lên cái tam hợp kiếm, có nghĩa là anh ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần một chiêu cuối nó đẹp nhất từ đầu đến giờ của Promise Kill. Còn bên này thì Renover vẫn đang cố quẩy nhưng vẫn chưa ai đụng được vào người Tab cả. Bây giờ thì Phép Even được xả sát thương thoải mái luôn. Bây giờ mới là chiêu cuối và nó quá đẹp. Tab không thể làm được cái gì nữa luôn. Và đây có thể sẽ là cái trận đấu dành cho Fnatic, và chắc chắn nó là trận đấu dành cho Fnatic rồi. Ở cái phút thứ 36 này và họ vẫn làm tốt từ đầu trận đến giờ. Và đây là trận đấu xứng đáng dành cho họ. Những người cũ và những người mới của Fnatic phải nói là đang hoàn toàn thống trị LCS EU này. Yellowstar, Renover, Fabian, Huni cùng với Reckless, những con người Fnatic mới đang tạm thời có được số trận thắng là 5 và không trận thua. Trong khi đó, Origin với XPK, với Soat, những con người cũ của Fnatic cũng đang có được số trận thắng là 5. Họ đang làm rất tốt những cái nhiệm vụ của mình. Có vẻ như Fnatic đang là kể cả cũ cả mới, họ đang thống trị được LCSU ở khu châu Âu. Thật ra thì như vậy cũng hay. Nó làm cho cái trận đấu sắp tới giữa Origin và Fnatic, nó thực sự nó sẽ làm một trận cấu đinh của cái giải đấu này luôn. Tôi nghĩ thằng nó là búa luôn chứ không phải là đinh rồi. Đinh thì có thể là trận đấu này đang là một trận cầu rất là đinh trong ngày hôm nay. Nhưng cái trận mà chúng ta được xem tiếp khoảng trong khoảng thời gian sắp tới thì đấy là một trận đấu gọi là vô cùng đáng xem. Và đó sẽ là một trận mà chúng tôi sẽ rất háo hức để truyền tải đến cho quý các bạn. Nhưng trận đấu tiếp theo thì không phải là trận đấu đó, là đáng tiếc. Và chúng ta sẽ vẫn tiếp tục đến với những diễn biến tiếp theo của LCS EU trong khoảng tầm một ít phút nữa. Quý các bạn đừng đi đâu cả, chúng tôi sẽ trở lại ngay.